Chào em, mua gì em? À, tôi xếp này bao nhiêu chị? 10.000 em ạ. Thế còn đây này à? Hàng đồng giá mà cương. Ờ, thì khách hàng là thượng đế mà, chị cứ trả lời đi. 10.000. Thế đôi này chị? 10.000. Thế đôi này bao nhiêu ạ? 10.000. Đôi này 10.000 em gửi chị 10.000 nhá. Rồi em cảm ơn. Em ơi! Anh ơi! Em ạ! À? À, hôm nay thịt cá bán nào anh? À, cá 100.000 cân em ạ! Rẻ thế? À, thế còn thịt gà sao ạ? Thịt gà 120. Ui, rẻ nhờ! Thế còn thịt nào nám? Đợt 300 em ạ! 300? Ui, rẻ kinh khủng nhờ, rẻ điên thảo luôn đi! Vâng, thế bây giờ em ăn cái gì để anh cắt? Ờ, em thì... À, em đến mới đâu uống. À thôi, hai mới đi. Này có em. Đi tiền anh nhỉ? Em muốn iPad free không? Chị ơi! Dạ, của anh chị hết 30.000 ạ. Ờ, đưa em để con chuột rơi vào đây hay sao ấy chị ạ? Hả? Đâu? 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 Nhưng mà em nước mất rồi. Còn cái đuôi này chị ơi. Có bao nhiêu tiền hả chị? 50.000 em ạ. À, lần trước chị còn nợ em 10.000, cho nên lần này em chỉ trả chị 40.000 thôi đúng không? Ừ, đưa chị 40.000. Em gửi chị nhá. Ừ, về nhá. Chào chị ạ. Về nhá. Dạ vâng. Chị ơi, cho em 60.000 thì gà. À, nhưng mà chị ơi, tuần trước hình như em mua ở đây ấy, chị có thiếu em 80.000. Cho nên lần này em chỉ chị 10.000 thôi nhá. Có phải mày mua thịt lợn sáng thứ hai tuần trước đúng không? Đúng rồi, là em ấy. Mày đưa tao tới 200.000, xong tao bảo không có tiền trả lại, rồi mày đi thẳng luôn đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Chắc là mày không đây. Chắc chắn luôn. À, hóa ra là mày dám đưa tao vào 200.000 tiền giả. Thế bây giờ mày trả đủ tiền thì thay để tao thịt mày luôn. Tao vẫn đói mẹ. Tao không thế. Nhưng mà à, hay là mày ra quán cơm, bảo nó bán cho ít cơm, về ăn nốt nước mì. Ừ, rồi mẹ đây, mẹ ở nhà tao đi mua nhá. Ờ, đi đi. À, à, khoan. Ra ấy, thì phải bảo người ta là mua 5.000 cơm, nhưng mà bảo là về mua cho chó nhá. Cho chó. À, hiểu rồi, thì tao cho mẹ đợi, mẹ ở nhà đợi tí, tao đi. Đi nhá. Chị ơi! Ơi, mua gì em? Chị cho em 5.000 cơm mang về ạ. 5.000 cơm mang về ạ? Vâng ạ. Chị chút nhá. Vâng ạ. 5.000 cơm ăn gì cho đi em? Dạ thôi, em mua về cho chó mà chị. Cho chó á? Ừ, cho chó cơm không ăn sao được em. Thôi để chị cho thêm. Thôi, chị ơi, em chỉ có 5.000 thôi, em không đủ trả chị đâu. Trời ơi, mày lo cái gì, chị cho con chó mà. Mày yên tâm là chị không lấy thêm của mày đâu. Đây, cầm lấy. Yên tâm đi, cầm lấy đi. Trời ơi, chị cảm ơn nha. Ừ, đủ rồi em.
Cả trưa này bao tiền một yến này chú? Thế định mua buôn à? 300.000 một yến. 250 nhá. Thôi được rồi, bán cho chú. Lấy mấy yến này anh xúc cho. Lấy em 2 quả đi. Hey Mâm, tao mới mua được cái áo 152, mày nhìn thấy cái nào không? Ừ. 150 à? Ừ. Chú mua bị hớ rồi. Hớ? Ừ, hớ rồi. Thế bây giờ ấy, chú có muốn mua thêm một số cái áo này Paris không? Paris? Bao nhiêu tiền kia hả chị? Có 150.000 em ạ. Đắt thế, 100 thôi. Em đi cả cái phố này xem ở đâu bán cái giá đấy. Chị cho em thêm 5 cái nữa, 5 cái. Nhớ đấy nhá. Ê, ta bán cho mày cái áo này 100.000. Mua gì cho chị em ơi? Cà chua bán như nào chị nhỉ? Cà chua 20.000 cân em ạ. Thế cho em hẳn 3 lạng đi. Trời ơi, mua sao 3 lạng, mua cân nhớ chọn cho em. Em không ăn được đồ chua, mua ít thôi. Thế rồi chị bán cho em vậy. Đây, của em 3 lạng, hết 6.000 em nhá. Em có rồi 500.000, trả lại em nhá. Ôi trời ơi, sáng ra kiếm được nhiều tiền trả lại đi em. Nhìn xem có đồng tiền nẻ đâu không. Nhưng mà em chỉ có mỗi tờ 500 với tờ 5.000 thôi. Chị bán cho em nhá, 5.000. Được rồi, bán cho em đấy. Để sau mua gì quay lại mua cho chị nhá. Chị ơi. Vâng này, quay lại mua gì cho chị ạ? Tự dưng lại thấy thêm đồ chua chị ạ. Cho em thêm 3 lạng là chua đi. 3 lạng quá à? Vâng, 3 lạng. Nhất em rồi đấy nhá, chả mấy khi chị bán cho ai mà hết 3 lạng như này đâu. Vâng. Đây 3 lạng của em. Thế nhưng mà em cũng chỉ có mỗi tờ 500.000 với cả tờ 5.000 thôi. Hay chị bán cho em 5.000 nhá. Sau ấy chị mà có giả thiếu em mấy nghìn em không tính toán đâu mà. Bán đi. Nhớ nhá, lần sau mua gì cho chị phải trả đủ tiền đấy. Vâng, biết rồi. Nhớ đấy, lần sau mua gì quay lại nhá. Chị ơi. Ơ thế lại quay lại à? À, bạn em là tới chơi. Em mua thêm à? 3 lạng táo chua nữa chứ gì. Rồi chị biết đây. Ôi dồi ôi, chị cân sẵn cho em 3 lạng táo chua rồi đây, có hết 6.000. Lần này nhớ trả đủ cho chị đấy nhá. Nhưng mà lần này em cũng chỉ lại có mỗi rồi 500.000 với tờ 5.000 chứ gì. Chị sẽ trả lại. Chờ chị chút. Chị đổi tiền sẵn rồi. Nhưng mà lần này chị chỉ có 490.000 thôi. Và lần trước em bảo rồi, lần sau mà chị có trả thiếu cho em vài nghìn thì cũng được đúng không? Mà lần này chị có thiếu 4.000 thôi. Nhá, cầm lấy đi. Lấy lần sau mà quay lại nhớ mua cho chị nhá. Ôi, chị em thương quá cơ. Đi nhá. Ôi trời. Chào em mua gì? Hơn thế. Chị ơi, bao nhiêu tiền cái này hả chị? Có 30.000 thôi em ạ. 30.000. Thế chị bán cho em 100.000 ba cái nhá. Này nhá, không phải học cái clip trả giá trên mạng rồi vào đây bắt chước theo nhá. Ở đây bán đúng giá, không mặc cả gì hết. Không mua được ý, thì biến.